Những năm gần đây, việc phát triển nhanh các thuê bao di động nói chung và thuê bao di động trả trước nói riêng đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với các dịch vụ thông tin liên lạc. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, cùng với các chương trình khuyến mãi sai quy định đã tạo ra không ít khó khăn trong công tác quản lý. Chính vì vậy mà mới đây Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra thông tư 04 về việc thắt chặt quản lý các sim di động trả trước nhằm từng bước khắc phục tình trạng trên. Tại tỉnh Lâm Đồng, việc triển khai thông tư này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Cho đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã đạt trên 1.500.000 thuê bao di động, trong đó thuê bao di động trả trước chiếm hơn 91%. Việc phát triển nhanh các thuê bao di động nói chung và thuê bao di động trả trước nói riêng đã góp phần đóng góp vào ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với các dịch vụ thông tin liên lạc. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, việc phát triển nhanh chóng các thuê bao di động trả trước cùng với các chương trình khuyến mãi sai quy trình quy định đã tạo ra không ít khó khăn trong công tác quản lý, dẫn đến vấn nạn sim rác, tin nhắn rác. Các đối tượng xấu lợi dụng kẽ hở này để thực hiện những hành vi lừa đảo như quấy rối, đe dọa, mất an toàn, an ninh thông tin, trật tự xã hội. Đây cũng là vấn nạn chung của các địa phương. Chính vì vậy mà mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra thông tư 04 về việc thắt chặt quản lý các sim di động trả trước nhằm từng bước khắc phục vấn nạn trên. Thực hiện chỉ thị này, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành ký cam kết với các đơn vị kinh doanh dịch vụ thông tin di động trên địa bàn như Vinaphone, Mobilephone, Viettel, Gphone, v.v. Theo cam kết này, các doanh nghiệp sẽ phải thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan. Sở Thông tin Truyền thông cũng đã ấn định là từ ngày 12 tháng 12 năm 2016 đến tháng 1 năm 2017 sẽ tăng cường công tác kiểm tra và kiên quyết xử lý các thuê bao mà đã được kích hoạt sẵn và thuê bao đăng ký không đúng nội dung thông tin, không chính xác, tức là nếu như nói tắt là không chính chủ. Và sau thời gian ngày 12 tháng 1 năm 2017 thì tất cả các sim chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra trên hệ thống tất cả các sim để làm sao đó trong quá cái trình đăng ký thông tin thì nó là chính xác, để thứ nhất là đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, và thứ hai thì cũng đảm bảo thông tin chính xác để phục vụ công tác về an ninh trong thời gian sắp tới. Trước khi ký cam kết vào giữa tháng 11 năm 2016, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động cũng đã triển khai việc thông tin cho khách hàng sử dụng các thuê bao di động trả trước được kích hoạt trước tháng 9 năm 2016 để khách hàng thực hiện việc đăng ký lại thông tin, đồng thời thêm nhiều điểm bàn đăng ký thông tin cho khách hàng. Thông báo cho mình biết là đi đăng ký lại, mới biết mới lên thì mình đọc tên xong mình đưa cái điện thoại với chứng minh ra để làm thủ tục thì nhanh thôi, rồi ký xong. Không có mất phí hết. Nó cũng đơn giản lắm chị, tại vì nó có chứng minh đồ này kia hết trơn rồi. Có một cái phiếu, mình khai phiếu ra rồi mình đưa chứng minh rồi làm lại sim thôi. Cùng với việc tạo điều kiện cho người dân đăng ký lại thông tin, thì các doanh nghiệp cũng tiến hành thu hồi các sim không hợp lệ, đồng thời gia hạn cho khách hàng thời gian thực hiện chuyển đổi thông tin chính chủ. Đối với việc kinh doanh các sim, điện thoại di động trả trước, thì các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc quy trình đăng ký thông tin và các cửa hàng phải có các dịch vụ viên được tập huấn. Trong thời gian vừa qua thì doanh nghiệp chúng tôi đã triển khai, tức là ra những cái văn bản quán triệt đến toàn thể cán bộ nhân viên bán hàng, đồng thời đến các đại lý, tuyên truyền đến các đại lý và tổ chức thu gom toàn bộ sim rác ở các đại lý. Và đến thời điểm này chúng tôi cam kết rằng không còn sim rác ở đại lý. Và việc triển khai cái thông tin quản lý thông tin thuê bao trả trước thì bên cạnh đó thì doanh nghiệp chúng tôi tạo rất nhiều điều kiện cho các đại lý, khách hàng đến các điểm giao dịch để đăng ký thông tin. Cụ thể là về tin nhắn thì chúng tôi nhắn với tần suất dày để khách hàng nhận được tin nhắn và ra tại các điểm giao dịch đăng ký hoặc các đại lý được ủy quyền. Nội dung thứ hai là chúng tôi mở các điểm phục vụ thêm tại các giao dịch, mở thêm bàn phục vụ để phục vụ cho khách hàng đến đăng ký. Việc đăng ký thông tin ở trước đối với khách hàng thì hết sức dễ dàng, chỉ cần chứng minh chính chủ và ra đăng ký, và chúng tôi ốp hình ảnh và thông tin, cập nhật đúng thông tin là khách hàng được sử dụng coi như cái số máy chính chủ và được sử dụng với mục đích dài lâu để phục vụ khách hàng.
Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng, cho tới thời điểm này đã có trên 130.000 SIM thuê bao trả trước đã bị thu hồi và 8.500 thuê bao đã được đăng ký lại thông tin. Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn, thanh kiểm tra, đồng thời cũng tiếp nhận các vướng mắc của các doanh nghiệp khi thực hiện các nội dung của thông tư 04. Với mục đích cuối cùng là quản lý hiệu quả các thông tin thuê bao di động trả trước để đảm bảo an toàn thông tin, an toàn trật tự xã hội và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động trên địa bàn. Chiều qua 11 tháng 12, Hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Hội từ thiện iCompassion đến từ Canada đã trao 12 chiếc xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang lao động tại các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Lạt.